Đây hôm nay em về hàng mẫu rồi nhá. Cam có màn hình này, quay phía trước này, này là cam sau này, GPS này, tiếp nguồn này. Ở trên cam này có gắn thẻ nhớ, gắn SIM, mình có thể xem trực tiếp được thông qua điện thoại nhá, kết nối điện thoại này. Đồng thời là mình có cái app để có thể xem trực tiếp được từ xa luôn, thông qua data 4G và giám sát cái vị trí của xe cũng như là xem trực tiếp được cái mắt cam phía trước này luôn nhá. Đây, bây giờ lắp thử vào xe luôn này. Đây là cam sau này. Đấy, camera sau nhá. Là cái này là cam trước này. Đấy, cam trước cực kỳ nét luôn. Có điểm phát sóng wifi nhá, có nghĩa là sẽ phát wifi luôn như một bộ định tuyến. Chạy Android 8.1, có YouTube, có Navi theo dẫn đường, có Google Maps đầy đủ hết. Tất cả đều bằng tiếng Việt nhé. Có hiển thị cả cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm ADS. Đấy, còn cái này thì sẽ là cái giám sát xem từ xa qua app, kết nối từ xa nó có cái app như này. Đấy, vị trí xe này. Đồng thời là bác sẽ nghe được cái tiếng thoại cũng như là xem cái cam trước trực tiếp luôn như này. Con này nói chung là full tính năng đấy, khá là ok.